Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, xã Vĩnh Trạch Đông tiếp tục được Ban chỉ đạo giảm nghèo thành phố Bạc Liêu chọn làm điểm chỉ đạo về thực hiện công tác giảm nghèo. Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố đã phân công gần 20 chi bộ, cơ quan, doanh nghiệp tham gia đỡ đầu hộ nghèo làm ăn, từng bước cải thiện đời sống. Nhằm giúp hộ nghèo thoát nghèo, đã qua xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu luôn gắn chặt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hộ nghèo làm ăn, giúp đỡ cả vật chất và tinh thần. Từ đó tạo động lực giúp hộ nghèo vượt khó vươn lên. Với sự tiếp sức của các cơ quan, chi bộ, doanh nghiệp cùng sự vượt khó của người nghèo, năm 2018, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu đã xóa được 87 hộ nghèo, vượt 5% chỉ tiêu trên giao, đưa số hộ nghèo địa phương hiện chỉ còn chiếm trên 1% tổng số hộ dân. Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo giảm nghèo thành phố, trong năm 2018, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu đã thực hiện nhiều giải pháp để nhanh tốc độ giảm nghèo, hạn chế diện hộ tái nghèo, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, tạo điều kiện tốt nhất để hộ nghèo tiếp cận với các dịch vụ an sinh xã hội. Các biện pháp giảm nghèo bền vững được địa phương tập trung triển khai là tăng cường công tác đào tạo dạy nghề, tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ cho lao động nghèo làm ăn, hỗ trợ nhà ở cho hộ khó khăn, xây dựng và nhân rộng các mô hình về giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt chính sách đối với đồng bào dân tộc. Cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo biết chuyển đổi nghề nghiệp, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, biết tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp điều kiện thực tế gia đình, có ý thức tự vươn lên thoát nghèo. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tăng cường vận động quần chúng nhân dân tham gia hỗ trợ giảm nghèo. Các mô hình như phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, hỗ trợ nông dân vượt khó, thanh niên lập nghiệp đã góp phần thúc đẩy công tác giảm nghèo một cách hữu hiệu. Trong năm 2018, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu đã tạo điều kiện cho gần 800 lao động có việc làm. 90% trong số này làm việc tại các công ty doanh nghiệp ngoài tỉnh. Đặc biệt xuất khẩu gần 20 lao động làm việc ở nước ngoài. Đồng thời phối hợp cùng các cơ quan chức năng dạy nghề cho gần 150 lượt nông dân. Các hình thức bảo trợ xã hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo được địa phương thực hiện đúng quy định, đúng đối tượng. Hiện nay 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế, được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Việc hướng dẫn người nghèo làm ăn được các đơn vị nhận đỡ đầu thực hiện khá tốt. Năm qua, Vĩnh Trạch Đông đã giải quyết cho gần như 100% hộ nghèo được vay vốn ưu đãi. Phần lớn sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, góp phần cải thiện cuộc sống. Đối với những chủ hộ diện neo đơn bệnh tật thì Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Trạch Đông tranh thủ giải quyết cho hưởng chính sách bảo trợ xã hội. Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững kết hợp với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đã giúp xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu giảm nhanh số hộ nghèo từ gần 5% trong các năm trước hiện xuống còn trên 1%. Đời sống của người dân được cải thiện một cách rõ nét. Diện mạo nông thôn đã khởi sắc, bản sắc văn hóa được giữ gìn và phát huy. Tình hình an ninh trật tự được bảo đảm, hệ thống chính trị được củng cố kiện toàn. Ý thức về xây dựng nếp sống văn hóa, ý thức tự vươn lên của người nghèo được nâng lên. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được bảo đảm. Xác định cái công tác giảm nghèo là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm. Thì thời gian qua đảng bộ và chính quyền địa phương cũng đã có những cái hướng để mà mình thực hiện cái công tác giảm nghèo đạt hiệu quả. Thì bên cạnh sự tranh thủ của thành ủy thành phố, đầu năm thì xã cũng đã triển khai cái kế hoạch giảm nghèo và phân chỉ tiêu cho các ấp. Thì bên cạnh đó thì thành ủy, ủy ban phố cũng có phân công các chi bộ của thành phố để đỡ đầu hộ nghèo trên địa bàn xã. Thì về cái công tác hỗ trợ hộ nghèo thì mình có hỗ trợ về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xây dựng nhà ở, phân công các cái chi bộ hỗ trợ đầu hộ nghèo cũng như là hỗ trợ cái sản xuất cho hộ nghèo. Thì qua đó thì năm 2018 thì tỷ lệ hộ nghèo từ 117 hộ giảm xuống còn 34 hộ, thì đạt chỉ tiêu trên giao. Cái vướng mắc về cái công tác giảm nghèo là bên cạnh những hộ nghèo mà chí thú làm ăn thì trên địa bàn xã vẫn còn những hộ mà còn có cái tư tưởng trông chờ ý lại vào sự trợ giúp của cộng đồng cũng như là của cộng đồng xã hội cũng như là của nhà nước. Thì một số hộ tâm lý là không muốn thoát nghèo. Thì bên cạnh đó thì đối với những hộ mà nghèo mà thuộc diện bảo trợ xã hội thì cũng rất là khó để thoát nghèo. Về cái sự giúp đỡ hộ nghèo của các chi bộ thì bên cạnh những chi bộ mà được ủy ban
thành phố phân công thì đảng ủy xã cũng có phân công các cái chi bộ trực thuộc của đảng ủy để hỗ trợ hộ nghèo. Thì nhìn chung qua đó, đó là các chi bộ nói chung là rất là tích cực để hỗ trợ hộ về nguồn vốn cũng như là về cái hướng dẫn về phương thức làm ăn để cho các hộ nghèo này có thêm điều kiện để phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo. Thực hiện chủ trương của thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu về vận động cán bộ đảng viên cùng doanh nghiệp chăm lo cho người nghèo. Năm 2018, địa phương này nhận được sự hỗ trợ rất tích cực từ phía các cơ quan ban ngành tỉnh và thành phố, với gần 20 chi bộ cơ quan doanh nghiệp trao gần 150 triệu đồng tiền vốn cho 27 hộ nghèo làm ăn. Đồng thời, đảng ủy xã Vĩnh Trạch Đông phân công 13 chi bộ nhận đỡ đầu 64 hộ nghèo. Năm qua, toàn bộ số hộ nghèo này đã được hỗ trợ, trong đó có 11 hộ được trao vốn với số tiền hơn 78 triệu đồng. Số còn lại nhận được các hình thức trợ giúp khác, như cất nhà tình thương, trợ vốn vay ưu đãi, vốn từ các chương trình mục tiêu dành cho đồng bào dân tộc. Đáng chú ý, trong công tác đỡ đầu hộ nghèo năm 2018 tại xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, đảng ủy xã coi đây là nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan chi bộ, của mỗi cán bộ đảng viên, gắn với chỉ tiêu thi đua bình xét của năm. Việc khảo sát phải chính xác, việc trợ giúp phải kịp thời, nhưng đem lại hiệu quả lâu dài. Kết quả đến cuối năm, phần lớn số hộ được trao vốn trao phương tiện làm ăn đều có chí thú làm ăn, sử dụng vốn đúng mục đích. 100% hộ do cơ quan ban ngành tỉnh và thành phố nhận đỡ đầu đã thoát nghèo. 45 trên 64 hộ do xã nhận đỡ đầu, tương đương 70% cũng đã thoát được nghèo. Năm qua thì được sự chỉ đạo của đảng ủy, ủy ban nhân dân xã phân công cho chi bộ cũng như là đơn vị trường tiểu học Lê Lợi là hai hộ nghèo. Từ đó thì với vai trò và trách nhiệm của mình thì trước hết tôi về tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể cán bộ giáo viên, đặc biệt là đảng viên. Từ đó thì chi bộ cũng như là nhà trường vận động tất cả cán bộ giáo viên cũng như là đảng viên gây quỹ ủng hộ cho các hộ nghèo. Từ đó thì tôi phân công các đồng chí đảng viên cũng như là giáo viên thường xuyên thăm hỏi và tìm giải pháp để hỗ trợ các hộ nghèo. Thì qua đó thì xác định được hai cái hộ được phân công đó, thì một hộ thì đơn vị là có giải pháp là giúp đỡ con giống vật nuôi, cụ thể là đã hỗ trợ dịch giống cũng như là hỗ trợ tiền để buôn bán nhỏ. Đối với hộ kia thì nhà trường cũng hỗ trợ vốn để mà hộ đó có điều kiện buôn bán nhỏ. Thì qua thời gian đỡ đầu cũng như là quan tâm đó thì ngoài ra thì chi bộ cũng còn vận động thêm một số gạo rồi các nhu yếu phẩm để hỗ trợ cho hộ đó đỡ vất vả hơn. Ngoài ra thì chi bộ cũng tham mưu với các cấp ủy đảng cũng như là ủy ban nhân dân xã đầu tư xây dựng nhà tình thương cho một hộ, cụ thể là của bà Trần Thị Nương. Thì đến nay thì hộ của bà Trần Thị Nương đã thoát nghèo. Trong năm hội cũng được đảng ủy phân công cho giúp đỡ hai hộ nghèo. Thì sau khi được phân công thì hội đã triển khai đến cán bộ hội viên để tìm hướng mà giúp đỡ hai hộ đó. Ngoài hai hộ thì hội cũng thường xuyên xuống giúp đỡ các hộ phụ nữ làm chủ hộ, hội viên khó khăn. Thì năm thì hội cũng xuống tuyên truyền và vận động chị em để có hướng giúp hai hội hàng nghèo mình nhận đỡ đầu, và cũng tranh thủ với hội cấp trên đưa đi tập vấn và học lớp dạy nghề cho chị em để có điều kiện ấy, rồi cũng tranh thủ với hội cấp trên xây một căn nhà tình thương cho chị Thạch Thị Sơn Thị Hoa. Thì qua đó cũng hộ được xét hai hộ là thoát nghèo. Ngoài đó là cũng hộ chị Khen thì cũng trao vốn và xây một căn nhà do hội cấp trên hỗ trợ và trao gà để chị vươn lên thoát nghèo bền vững. Và cũng tranh thủ với đảng ủy ủy ban thì mở đưa các chị tham gia cái lớp chăn nuôi vịt sinh pháp, có 38 chị tham gia hai lớp đó. Thì chung trong thời gian qua thì hội cũng tuyên truyền vận động và phát động trong chị em để thành tham gia cái tổ hùng vốn và tổ tiết kiệm do hội phát động, thì chị em cũng tham gia tích cực
từ đó thì chị em có điều kiện để trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau để phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong thời gian qua thì hội cũng vận động các chị em tham gia các tổ hùng vốn, tổ dịch vụ việc làm nhằm giúp cho chị em trong cái tổ thành viên đó có việc làm ổn định, như đi làm trồng rau cải hoặc là lặt hành hẹ gì đó, thì có tạo điều kiện cho chị em có công ăn việc làm tại chỗ, hỏi đi làm ăn xa. Trong thời gian qua thì hội phụ nữ xã đã phát động nhiều các câu lạc bộ và thành lập các tổ chăn nuôi rồi tham gia phát triển kinh tế. Năm 2018 là năm xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu thực hiện thành công các mặt công tác về giảm nghèo. Lần đầu tiên đưa tỷ lệ hộ nghèo về sấp xỉ 1% tổng hộ dân, giảm 50% chỉ tiêu về số hộ tái nghèo. Điều quan trọng hơn là một bộ phận đáng kể hộ nghèo, hộ cận nghèo đã có ý thức và quyết tâm vươn lên trong cuộc sống. Đại đa số người nghèo tại xã Vĩnh Trạch Đông là đồng bào dân tộc Khmer. Do thiếu vốn, thiếu phương tiện, do trình độ học vấn thấp nên việc tổ chức sản xuất sẽ gặp khó khăn. Nếu cán bộ đảng viên cùng doanh nghiệp không sâu sát, chỉ làm theo kiểu phong trào, thì phần đông hộ nghèo khó vượt qua chính mình. Nhận rõ điều này nên đã qua, lãnh đạo xã Vĩnh Trạch Đông cùng các cơ quan đơn vị nhận đỡ đầu hộ nghèo. Ngoài phần tài trợ kinh phí, còn thường xuyên gặp gỡ, hướng dẫn bà con làm ăn, đồng thời tạo mọi điều kiện tốt nhất để hộ nghèo được tiếp cận các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo. Do gì là sự nghèo khó của chị hội viên đó, bây giờ nhờ sự giúp đỡ của trường học Lê Lợi với lại ban chính quyền, rồi ban ngành đoàn thể ở xã đó, rồi giúp cho chị được cái căn nhà bây giờ là cũng được ổn định. Bây giờ cũng ổn định cuộc sống rồi, bây giờ thì gắng đi làm ăn để vượt qua cái khó khăn này. Tôi xin chân thành cảm ơn. Tôi xin cảm ơn phụ nữ giúp được cho tôi nhà, con gà gì làm ăn. Tôi... Nhà nước hỗ trợ được 30 triệu chứ. Rồi vay tiền nhà nước có 20 triệu nữa, đem đi làm vốn nuôi tôm. Rồi cũng được tôm, nó cũng được trúng được vài chục triệu, 40-50 triệu gì đó, rồi vô các nhà đó hết luôn. Cảm ơn nhà nước cho tiền các nhà mới được nhà vậy. Dù đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhưng việc thực hiện công tác giảm nghèo của xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu cũng còn nhiều hạn chế. Số hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã còn chiếm gần 30% tổng số hộ nghèo của cả thành phố. Số hộ phát sinh nghèo trong năm còn cao. Nguyên nhân chủ yếu là do nguồn vốn hỗ trợ người nghèo còn ít, cách hỗ trợ cũng chưa sát. Một bộ phận hộ nghèo có tâm lý không muốn thoát nghèo. Không nghèo là ao ước tự hào của người nghèo, nhưng để thoát nghèo một cách bền vững thì vai trò ý chí của người nghèo là quan trọng nhất. Mọi sự hỗ trợ vật chất tinh thần chỉ phát huy tác dụng khi người nghèo coi nghèo đói như là căn bệnh nguy hiểm, từ đó có thái độ đúng đắn, không mặc cảm tự ti mà phải có quyết tâm vươn lên thoát nghèo. Chuyên mục thành phố Bạc Liêu trên đường phát triển kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.